Xin chào, tôi là Chương Trình Audio. Tôi đang có mặt tại gian hàng trưng bày sản phẩm của Chương Trình Audio. Ở đây chúng tôi có rất nhiều sản phẩm đến từ các thương hiệu nổi tiếng của thế giới như là Toa của Nhật hay là Bose của Đức. Thì ngày hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu cho các bạn một hệ thống hội thảo cơ bản dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là một hệ thống cơ bản như vậy thì nó sẽ bao gồm cái gì nhé. Xin giới thiệu các bạn, đây là một hệ thống hội thảo có dây của Bose, nó có tên gọi là CCS1000D. Và bây giờ tôi sẽ mở hộp micro và bộ điều khiển trung tâm của máy Bose CCS1000D được sản xuất tại Bồ Đào Nha. Về thiết kế của mic CCS1000D được thiết kế theo dạng hình phi thuyền của không gian. Loa chính được đặt ở vị trí trung tâm của mic, rắc cắm tai nghe và thanh xoay điều chỉnh âm lượng ở dưới tay phải. Phía mặt sau của mic là logo của Bose và rắc cắm đấu nối với các mic. Dây kết nối chuyên dụng của Bose có độ bền chắc và tín hiệu âm thanh rất cao. Phím bấm này dành cho đại biểu. Ở phiên bản cao cấp của CCS1000D thì tất cả các mic đều có thể thay đổi thành mic của chủ tịch. Chỉ cần tháo phím ở phía giữa và lắp phím chủ tịch vào đặt sang chế độ 1 thì sẽ trở thành mic của chủ tịch. Ở mic chủ tịch có 2 phím nói và 1 phím cho phép ngắt lời đại biểu khi đang nói. Hệ thống điều khiển trung tâm của CCS1000D điều khiển hoàn toàn bằng cảm ứng, thiết kế để dễ dàng cho người sử dụng. Bây giờ tôi sẽ cắm nguồn và bật thử xem sao nhé. Phím bấm nút nguồn rất nhẹ. Sau khi bật nguồn thì các đèn tín hiệu bắt đầu hiển thị lên trên thông số. Ở hàng phía dưới là biểu tượng tai nghe, là âm lượng dành cho loa kiểm âm. Hàng bên trên là biểu tượng loa dành cho âm lượng của micro. Ở hàng bấm đầu tiên cho phép đại biểu nói, muốn điều chỉnh âm lượng của đại biểu nói sẽ ấn ở hàng phía dưới. Ở nút thứ hai là quyền chen ngang, ngắt lời đại biểu khi đang nói. Nút thứ 3 là kích hoạt quyền giọng nói, người tham dự có thể kích hoạt micro của họ bằng cách phát biểu vào micro, sau đó micro sẽ tự động kích hoạt. Ở vị trí số 4 là chuyển sang chế độ này thì đại biểu sẽ phải ấn vào micro thì mới nói được, nhả nút ra thì sẽ bị ngắt tiếng. Hàng phía dưới đây là để điều chỉnh hiển thị và số lượng đại biểu được phép trả lời. Ở đây là đèn báo hiển thị cổng USB cho phép ghi âm vào USB trực tiếp. Bên trên là đèn báo ghi âm và bộ nhớ có sẵn của thiết bị. Màu xanh là sẵn sàng ghi âm. Ấn vào ghi âm là sẽ có màu đỏ. Ấn lần 2, đèn đỏ sẽ nhấp nháy 2 lần và tạm dừng ghi âm. Đây là cổng cắm tai nghe dành cho người kiểm âm. Còn đây là mặt sau của CCS1000D. Đây là ổ điện tiêu chuẩn 220V, 2-240V, 50Hz. Cổng kết nối Internet cho phép họp đàm thoại từ xa. Ngoài ra còn cho kết nối camera để xem trực tuyến. Thiết lập hệ thống trong bộ nhớ điều khiển trung tâm, cổng line rắc cắm nguồn micro chuẩn DNI cho phép kết nối đến 256 máy micro. Đây là cổng cắm thiết bị ngoại vi cho phép kết nối với micro không dây hoặc điện thoại. 4 cổng audio in đầu tiên là chân cắm hoa sen cho phép kết nối với đầu đĩa chuẩn RCA. 4 cổng audio out rắc cắm hoa sen chuẩn RCA cho phép đấu nối với máy quay phim bên ngoài hay nối với âm ly. Ở bên này có 4 cổng audio out màu đen, thì bên này tương tự như cổng audio out bên RCA nhưng mà là các đồng trục. Còn đây là cổng kết nối đầu ra USB. Kèm theo hệ thống đàm thoại CCS1000D là dàn âm ly và cặp đôi loa của Bose. Hai đôi loa của Bose có màu trắng và được thiết kế rất là tinh tế, cho ra chất lượng âm thanh to và rõ ràng. Là dòng loa có trở kháng cao và có biến áp với dòng điện từ 70 đến 100V. Công suất từ 0,75W cho đến 6W phù hợp với nhiều loại âm ly khác nhau. Âm ly của Bose được thiết kế đơn giản với 4 cụm điều khiển âm lượng mic, có thể không dây hoặc có dây. Nút BGM là viết tắt của Background Music, nghĩa là nhạc nền, điều chỉnh âm lượng nhạc nền. Nút 2 nghĩa là Treble, điều chỉnh giải âm cao. Nút Low nghĩa là Bass, điều chỉnh giải âm trầm.
Bên này là nút điều khiển âm lượng tổng và cụm đèn thể hiện mức âm lượng theo decibel. Ở âm 16 decibel là âm lượng nhỏ nhất. Tín hiệu tốt nhất chúng ta có thể để là âm 3 decibel. Cuối cùng là jack cắm cho tai nghe. Ở mặt sau thì của âm ly được thiết kế bao gồm ổ cắm tiêu chuẩn. Đây là khối đầu ra công suất của loa, quạt tản nhiệt công suất lớn, cổng tín hiệu đầu ra BGM cho nhạc nền. Ở đây có hai cổng cắm mic chuẩn 6.3mm. Cổng cắm mic bằng dây kết nối trực tiếp. Và cuối cùng là cổng đấu nối tín hiệu âm thanh cảnh báo. Để biết thêm chi tiết về sản phẩm CCS1000D, xin mời quý vị và các bạn xem thêm tại website tca.vn. Alo, 1, 2, 4, alo, 1, 2, 4, alo.